Vâng, chào mừng các bạn đến với Liên Quân mùa 24. Thì hôm nay cùng với mình tập chơi vị tướng Vân Ca, một đấu sĩ đi rừng. Thì ở trận đấu này thì mình sẽ cũng giao đấu với Triệu Vân, đội bạn cũng mang đồ đi rừng. Thì để mà về quấy thì một khi Triệu Vân mà đã khỏe lên thì lượng đam rất là mạnh mẽ nha các bạn. Thì mình thấy hiện tại ở đường trên thì đang giao tranh rất mạnh mẽ. Tốt quá, 2-0. Thì đầu trận thì quân mình đang tập trung ép đội hình đối phương nha. Thì đường giữa thì được lợi thế là Grab đang đi chung với Natania. Pha đuổi về Grab ra kéo đi. Triệu Vân thì mình sẽ tiếp tục mình về farm rừng. Wow, bị ok, nó quả đấy nó hồi máu mạnh quá.
bất ngờ, bị đột kích bất ngờ. Natania đang bị AFK. Thank you.
solo kinh khủng. Bây giờ đội mình đã dần lấy lại được thế trận nhé. Mình đang thì nửa ép trụ cuối cùng. Rút, đắp, chết. Ok, rất tốt. Natalia lại bị đơ rồi. Ok, rất tốt. Để mình cùng so sánh mình và Triệu Vân đội hình bạn xem. Thần thánh này các bạn này. MVP luôn này. Đây, Triệu Vân 11 này. Triệu Vân bên họ có 9 này. Đấy là quân mình là Natalia đã bị AFP nha, AFK nha.